hôm đấy thì nhóm khi mà nhóm tới trường ạ, thì nhóm làm việc với ekip quay là người đứng ra đại diện, và người đại diện đấy đã xuống và đón nhóm lên trên lớp học. Khi đấy thì lớp học đã được set up đầy đủ kỹ lưỡng hết rồi và nhóm chỉ có vào và tiến hành quay thôi. Ngày hôm đấy thì cũng chia sẻ là có một số bạn học sinh của các lớp khác, như là lớp Pháp, tiếng Pháp. lớp tiếng Pháp của trường Am cũng có sinh hoạt ở gần đấy và cũng có chứng kiến là nhóm thực hiện hoạt động quay MV. Các bạn cũng có sang giao lưu và hôm đó cũng diễn ra rất là vui vẻ. Đấy, thì cho đến khi sự việc xảy ra. Về vấn đề cái người cho phía bên nhóm vào trường, mình nghĩ là phía bên cơ quan chức năng sẽ đưa ra câu trả lời sớm thôi. Bởi vì cái câu chuyện này từ phía nhóm đứng ra thì nhóm sẽ không thể khẳng định được 100%. Bởi vì nhóm hiện giờ đứng dưới vai trò là đơn vị đến để thực hiện quay sản xuất MV, thì nhóm không dám khẳng định bất cứ điều gì là ai là người có thẩm quyền. Bởi vì đến nhóm cũng không biết được rằng cái người cho nhóm vào trường có phải là người thực sự có thẩm quyền trong trường hay không. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì những người có trách nhiệm trong vấn đề này đều đã làm việc và phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để có thể tìm ra được nguyên nhân cuối cùng. Nhưng nhóm một lần nữa khẳng định là nhóm không tự ý đột nhập vào trường. Vì như mọi người đã biết, trường AMS là một trường mà có kỷ luật rất là nghiêm ngặt. Không thể có một nhóm, có một số lượng người đông như vậy đi vào cùng với đạo cụ, bao gồm đạo cụ Quay trong thời quay, gian dài. đèn, thậm chí cả những cái thùng phi rất là lớn mà có thể đi vào và quay MV nguyên một buổi chiều như thế được. Đấy là khẳng định của phía nhóm. Khi mà có vụ việc này trên mạng xã hội thì tại sao các bạn lại không làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường mà lại đi làm việc với học sinh trước? Nhóm đã rất nỗ lực để liên hệ với phía bên nhà trường. Vào thời điểm đấy thì như các bạn đã biết thì mọi sự việc nó đều không rõ ràng, nên là đương nhiên là đứng dưới cương vị của nhà trường, và nhóm cũng rất là hiểu dưới cương vị của nhà trường thì nhà trường chưa có trách nhiệm phải đứng ra trả lời nhóm với bất cứ vấn đề gì. Thời điểm đấy thì nhóm buộc phải tìm một cái đường dây liên hệ nào đấy, thì đương nhiên là các bạn học sinh trường Am là những người mà đã liên hệ với nhóm thông qua cả comment, thông qua tin nhắn, thì đương nhiên là nhóm sẽ phải liên hệ với các bạn ấy trước rồi. Cho đến thời điểm hiện tại, vào buổi họp buổi gặp mặt lần trước với phía bên nhà Ngày trường 11. ngày 11 đúng không? Thì trong buổi gặp ngày hôm đấy, nhóm đã ngồi làm việc với một đại diện phía bên nhà trường và cơ quan chức năng phía bên công an quận Cầu Giấy. Thì đó, đương nhiên là khi các bạn đã hiểu, cái vấn đề lớn nhất nằm ở việc cái phát ngôn đó khi mà đã đưa ra và tạo nên một cái làn sóng rất là lớn ở cộng đồng mạng. Cái điều này nhóm xin nhận hoàn toàn trách nhiệm khi mà đã để cho một thành viên trong nhóm có những cái phát ngôn không đúng mực, đứng dưới vai trò là một người của công chúng. Và nhóm cũng rất tiếc khi phải ngay sau đấy thì nhóm đã yêu cầu bạn ấy gỡ ngay những cái lời lẽ như vậy ở trên mạng xã hội. Và nhưng mà đương nhiên là mọi người cũng biết là lời lẽ đã gỡ đi nhưng mà không thể nào xóa đi được. Và nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.